Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về một lô bông trang đỏ lá nhỏ với Nguyệt Quế Mai Chiếu Thủy để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Đặc biệt là Nguyệt Quế thành phẩm nha cô chú anh chị mình ha. Thành phẩm có, phôi có. Còn bông trang đỏ lá nhỏ này là hàng thuần bầu nha cô chú anh chị mình ha. Em đảm bảo bao sống bao ship luôn. Đây cây số 1A, chiều cao lên là 78, tán ngang là 90. Đó, cây mã số 1A, trang đỏ lá nhỏ. Đó, bao cho cô chú anh chị mình trồng thoải mái vô tư luôn. Đó, đem ra tổng hoành gốc nó nha. Tổng hoành gốc của nó luôn là 16. Đó, tổng hoành gốc là 16 hoành nha. Đó, đây. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 500k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 500k bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới cái mã số 2A, cũng là bông trang đỏ lá nhỏ luôn. Đó, tàn rất là dày tàn nha. Đó, cao lên là 68, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 88. Trang đỏ lá nhỏ luôn, hàng thường bầu luôn nha. Bao sống bao ship cho cô chú chị mình luôn. Đây, đo tổng hoành là 23. Đó, thân đại diện của nó luôn. Thân đại diện của nó là 10 nha. Đó, 2A cũng có giá là 500k. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. 500k em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, hàng thuần bầu rồi cô chú anh chị mình an tâm trồng thoải mái vô tư luôn nha. Đó, đây tới cây 3A. 3A này về cô chú anh chị mình về đứng cây lên rồi trồng lại giùm em nha. Đó, em bao sống bao ship luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Chiều cao lên là 63, tán ngang tàn là 68. Đó, cây mã số 3A, bông trang và đỏ lá nhỏ. Đó, chỉ có mấy cây để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Đây, hoành là chỉ có 10 thôi, mà tàn rất là dày, đã tỉa qua 4-5 cơ đọt rồi. Đó, cũng có giá là 500k, bao phí ship toàn quốc luôn. Cây mã số 3A. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây cây 4A. 4A này về của chú chị mình về trồng để đứng cây lên giùm em nha. Em bứng bầu nó hơi nghiêng. Đó. Chứ cây rất là đứng đẹp luôn nha. Tại em bứng cái bầu nó nghiêng nha của chú chị mình ha. Chiều cao lên là 62. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 100. Cây mã số 4A. Đó, hoành đo tại vị trí này luôn là 13. Đó, đây cũng có giá là 500k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 500k em bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới 5A, tức là Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Đó, chi tay đều, đã hàng đã thuần chậu, em đảm bảo cho cô chú anh chị mình luôn, bao đẹp luôn. Đó, đây tàn dù rất là đẹp nha. Về gỡ dây nhôm là mình xài thôi. Cao lên là 53, tán ngang tàn của nó luôn là 87. Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, đây. Cái này Tết búng ra cơ đọt, cái thôi là bắt đầu bông nó ra rất là thơm luôn nha. Hàng thường chậu đảm bảo 100%. Đây, hoành thân là 21. Đó, tay chi đều nha. Đây. Đó, đây Nguyệt Quế này chúng em bán không có ship chậu cho cô chú anh chị mình được nha. Sẽ bó bầu kỹ lưỡng và đóng khung kỹ lưỡng, tránh tình trạng gãy tay chi nhiều nha. Đó, mã số 5A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu em bao phí ship toàn quốc, nhưng mà chúng em không ship chậu nha. Đó. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook. Dạ. Dạ, đây là tới cây mã số 6A. Cũng là Nguyệt Quế lá chung bông chùm luôn. Đó, hàng thuần chậu đảm bảo 100%. Đó, dáng vẻ rất là đẹp luôn nha. Để em đo chiều cao. Cao lên là 60. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 90. Đó, đây. Cây rất là liền lạc luôn, củ đế rất là lực. Để em đo luôn cái củ đế luôn đi, em quay một vòng luôn. Đây, hoành là 31. Đó,
Đây, ở đây nó có bị lỗi cái đường này nha, nhưng mà nó đã bị sành rồi. Không thấy được. Đó, nó kéo ra nó lỗi đường này nó đã bị sành. Có gì em chụp hình hỗ trợ thêm cho cô chú chị mình ha. Đó, có gì em chụp hình hỗ trợ thêm cho cô chú chị mình luôn. Đó, 6A cũng có giá là 1.400.000. 1.400.000 em bao phí ship toàn quát cho cô chú chị mình luôn nha. Đây, tới mã số 7A nha. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em, Nguyệt Quế lá chung bông chùm, mã số 7A, da trắng rất là đẹp luôn. Chiều cao lên 60, tán ngang tàn là 75. Đó, cây liền lạc không hư một chỗ nào nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây rất là đẹp luôn, Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Đó, để em đo thử rồi nha. Đây, hoành thân đo tại vị trí này luôn là 30. Đó, cây mã số 7A liền lạc luôn. Đó, tai chi rất là lớn rồi nha, nên nó nuôi 3-4 năm rồi. Mã số 7A em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.300.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 1.300.000, bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới mã số 8A, cũng là Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Đây, chiều cao lên là 63, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 68. Đó, cây liền lạc rất là đẹp luôn nha. Đây, em quay một vòng em sẽ báo thông số cho cô chú anh chị mình luôn. Đây. Đó, hoành đo tại vị trí này luôn là 31. Đó, đây, rất là đẹp luôn nha. Một góc ba thân. Có góc này thì nó bị lỗi, nhưng mà cái này là không sao nha cô chú anh chị mình ha. Tại vì ở đây nó có mấy cái ghế hồi dưới rồi, có gì cô chú chị mình để lụa cũng vẫn được, mà cắt bỏ cũng vẫn được luôn. Dạt dưới ghế rất là nhiều. Đó, mã số 8 có giá là 1.200.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đó, em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, đây tới mã số 9A, cũng là Nguyệt Quế lá chung bông chùm luôn, tàn tròn đều đẹp. Đó, rất là ẩm tàn. Đó, chi tay là khoảng cỡ 4-5 năm rồi. Cao lên 58, tán ngang tàn 79. Đó, đây lô Nguyệt Quế này chúng em bán cây chứ không có ship chậu cho cô chú anh chị mình được nha. Đó, cô chú anh chị mình thông cảm giùm em, tại vì chậu nó quá nặng. Đó, em sẽ bó bầu kỹ lưỡng và đóng khung kỹ lưỡng cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, hoành đo tại vị trí này luôn là 24. Đó, hoành đo tại vị trí đó là 24 nha. Mã số 9A, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.300.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, cái này là em đóng khung sắt không nha cô chú anh chị mình ha. Đó, 1.300.000 em bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, tới mã số 10A, cũng là Nguyệt Quế lá chung bông chùm luôn. Chi tay đã nuôi 4-5 năm rồi, cây liền lạc không hư một chỗ nào hết. Chiều cao lên 63, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 82. Đó, đây, da trắng rất là đẹp luôn nha. Mã số 10A. Đó, hàng này thường chậu đảm bảo 100% cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, về lấy bông xài Tết là rất là ok. Hoành là 29. Đó, đây, hoành là 29 nha, mã số 10. Đó, có giá là 1.400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Mã số 11. Đó, 11A nha, đang búng tường non xum xê chuẩn bị đơm bông nha. Đó, chuẩn bị lên bông rất là đẹp luôn. Chiều cao lên là 60, tán ngang tàn của nó luôn là 80. Nguyệt Quế lá chung bông chùm, cụ đế rất là lực đẹp luôn. Đó, cụ đế đều bon luôn nha cô chú chị mình ha. Đế lớn mà đều luôn, rất là đẹp. Đây, để em quay một vòng em sẽ báo thông số luôn. Đây, hoành đo tại vị trí này luôn là 38. Đó, đây, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.700.000. 1.700.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 1.700.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây, thấy em có mấy cây lớn nha. Đó, mấy cây này rất là đực, lực luôn nha. Cái này nó nằm ở trong chậu này là chậu 1m1 nha cô chú anh chị mình ha. Về cô chú anh chị mình thay chậu khác lại giùm em, tại vì chậu quá lớn cho em ship không được. Đây, mã số cây 12A.
chiều cao lên là 95, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn á là 150. Nguyệt quế lá chung bông chùm, tán ngang tàn xuôi của nó luôn á là bên đây là 95 luôn. Đó, tay chi đều hết trơn rồi nha. Về là cô chú anh chị mình cứ gỡ dây nhôm ra là mình chơi thôi. Rất là đẹp luôn, nhìn rất là lực. Đó, đây đem đo thông số hoành luôn. Đây, hoành thân đo tại vị trí này luôn là 45. Đó, chỗ này nó đang lành nha cô chú anh chị mình ha, bình thường nha. Nó bị sành rồi nha. Đó, chứ không hư một gì hết. Đây, em quay một vòng em sẽ báo thông số cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, cây mã số 12A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3,2 triệu. 3,2 triệu em bao phí ship toàn quá cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, bao sóng, bao ship luôn, bao thần chậu cho cô chú anh chị mình luôn. Rất là đẹp, rất là bự luôn nha. Đó, cho đây luôn anh. Đó, nguyệt quế lá chung bông chùm. Đó, đây, tới mã số 13A. Đây em đo chiều cao lên. Chiều cao lên là 66. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 115. Đó, đây, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Em để em đo tổng hoành nó đi. Tổng hoành đo tại vị trí này luôn là 43. Đó, nguyệt quế lá chung bông chùm, chi tay đều. Đó, chúng em giao lưu mấy cây này của em không ship chậu cho cô chú anh chị mình được nha. Đây, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá cũng là 3 triệu, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 3 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đó, em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Lấy bàn quay nhỏ ra. Đây, tới mã số 14A, cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm. Đó, tàn rất là đẹp luôn nha. Chiều cao 75, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 130. Đó, chi tay hồi rất là đẹp luôn. Đó, cây nhìn rất là lực lượng nha. Đó, đây em quay một vòng em sẽ báo thông số cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, hoành đo tại vị trí này luôn là 49. Đó, cây liền lạc nha. Đó, đây, mã số 14 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3,4 triệu. 3,4 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Nhưng mà em không ship chậu cho cô chú anh chị mình được nha, tại vì cây quá lớn. Đó, đây, thấy em có mấy cái phôi nha. Phôi nguyệt quế. Đó, phôi nguyệt quế nhìn rất là lớn, rất là lực luôn. Cây rất là già cây nha cô chú anh chị mình ha. Đó, mã số 15A. Đó, đang búng tược non sum xê nha. Cây rất là già. Đó, đang búng tược non là khỏi chê luôn. Mã số 15A. Chiều cao lên là 150. Đó, đang búng tược non ra là sum xê luôn, đế đều tứ diện. Đây, hoành đo tại vị trí này luôn là 52. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, búng cái bầu rất là nặng luôn. Bầu này khoảng cỡ từ giá 50 kg nha. Đó, đây cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1,6 triệu, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Nguyệt quế lá chung bông chùm nha, chi tay tứ diện. Đó, cây rất là già, rất là lực luôn. Đó, đây, cây này là khoảng cỡ 70 kg nha. Đó, mã số 16A, cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm luôn. Đây, cây nhìn rất là lực, đang búng tược non ra luôn. Em đo chiều cao lên luôn. Chiều cao đó là 150 luôn. Tán ngang vàng xương của nó luôn là 90. Đó, đang nảy mầm búng tược non lên rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị mình ha. Để em đo thông số luôn đi, rồi cái em quay một vòng cho cô chú anh chị mình đều thấy nha. Đo tại vị trí này luôn là hoành thân nó 70. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, cây rất là liền lạc luôn nha. Mã số 16 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1,9 triệu. 1,9 triệu, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Nguyệt quế
lá chung bông chùm, chi tay đều nha. Đó, rất là đẹp. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Chim không? Đó, đây tới mã số 17A. Cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm luôn. Đây, chim bên đây nè. Đó. Đây, nhìn cây rất là lực lượng nha. Chiều cao lên 120. Đó. Đây, em chưa moi cụ đế ra luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, mã số 17. Đây, tổng hoành gốc của nó luôn. Đo tại vị trí này luôn cũng là 70. Đó. Thằng ngoài kìa. Dạ. Một thân đại diện này của nó đi. Thân đại diện này của nó luôn là 40. Đó. Đây. Cái này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá là 1.800.000. 1.800.000 bao phí ship toàn quốc nha. 1.800.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Em ở tại khu vực Quảng, phường Thế Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. À, cái mai kia luôn. Đây, tới cây mã số 18A. Cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm luôn. Chi tay đều, đó. Cây em bao sóng bao ship nha. Cây nào cũng bao sóng bao ship hết trơn luôn. Chiều cao lên là 120. Đó, nguyệt quế lá chung bông chùm mã số 18A. Đây. Cây rất là liền lạc luôn. Đó. Hoành là 49. Đó, cây mã số 18A có giá là 1.500.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 1.500.000 em bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. À, đây tới em có con cặp mai chiếu thủy. Giật cái đầu này qua, chiếc qua. Mã số 19A. Đó, đây. Mai chiếu thủy da đen, lá chung bông chùm. Đó, 19A nha. Chiều cao lên là 150. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 115. Đó, chi tay tứ diện nha. Quái nhạo hết trơn luôn nha, cây rất là già, rất là liền lạc luôn. Đó, bữa nay em bán cây này thu hồi vốn lại luôn nha. Đây, hoành là 36. Đó, đường kính bầu của nó luôn á là 60. Đây, cây này rất là nặng luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.900.000. 2.900.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 2.900.000 em bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cây mai chiếu thủy da đen, lá chung. Đó, mã số 20. Chiều cao lên là 160. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 135. Tán ngang tàn lớn nhất là 135 nha. Tay chi lớn nha. Đó, rất là già cây rồi, bao già luôn. Đây, hoành đo tại vị trí này luôn là 40. Đó, đường kính bầu của nó luôn á là 60 luôn. Đó, rất là già cây. Cũng có giá là 2.900.000 luôn. 2.900.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Đây, thanh chị xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua ủng hộ clip LTK Bonsai. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.